Hello mọi người, đây là vlog số 7. Hôm nay mình sẽ làm boyfriend girlfriend tag. Nó là những cái câu hỏi dành cho mình và dành cho bọn mình ấy, để xem là có hiểu nhau không. Mình đã lên Insta up một cái ask và mình nhờ mọi người đặt những câu hỏi bắt đầu bằng từ ai một trong hai ấy, kèm một hành động gì đấy. Mình đã lọc ra 15 câu. Mình đã viết nó ra, viết 15 câu để ra vào những cái tờ như thế này. Xong tí bọn mình sẽ bốc thăm. Đây có 15 câu ở đây. Khi mà một người bốc lên và đọc câu hỏi thì sẽ có 5 giây cho cả hai bọn mình trả lời cùng một lúc. Cùng một lúc nhé. Kiểu nếu câu trả lời mà là em thì anh chỉ vào em. Nếu câu trả lời mà là anh thì em chỉ vào anh. Anh cũng tự chỉ vào anh luôn. Okay. Câu đầu tiên. Ai hay ghen hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Em. Chỉ tay thôi mà. À, chỉ tay nhá. Câu ai hay ghen hơn đâu rồi? Trời đủ quá đó. Ai chủ động ôm hôn nhiều hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Nhìn em muốn hôn thôi. Nhưng mà em cũng chủ động ôm hôn nhiều à? Ừ, không biết, anh hay sờ soạn em. Thôi tiếp nha. Đến anh ấy. À, uống hôn đấy. Ai ở sạch hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Em. Anh sạch vãi lồn, anh tắm. Anh tắm lâu vừa lâu rồi. Em một ngày tắm 3 lần mà. Em gọn gàng hơn, anh sạch hơn. Nhưng em cũng quét nhà mà. Bằng nhau. Sạch như nhau. Ai khó hiểu hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Dạ, rõ. Vậy sao anh lại khó hiểu hơn con gái hả anh Long? Người nghệ thuật thường open với tất cả mọi người, đâm ra đôi khi hơi mâu thuẫn. Nếu lúc mình không thể hiểu được Long nghĩ gì, rất là khó hiểu. Ai kén ăn hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Ra mình kén là vì mình thích ăn ngon, ăn phải ngon, vừa miệng đúng ý. Cái năn không phải là mình nhiều cái mình không ăn được, các bạn phải không thích, không thích đâu. Mình ăn được rất nhiều thứ, nhưng mà những cái đấy nó phải ngon thì mình mới ăn. Và anh Long rất là dễ ăn. Anh Long cho gì cũng ăn. Ai có nhiều người yêu cũ hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Mình có 3 người yêu cũ. Ra anh cũng có 3. Thế á? Ừ. Thế á? Ừ. Thế anh tưởng có 1 thôi. Em không biết gì về anh đâu. Nào, anh ơ. Có một người từ cấp 3. Hai người. À ừ, đúng rồi, hai. Có thêm một người nào nữa ba? Từ đại học. Đại học á? Ừ. Anh đã kể cho em nào? Chưa, kể rồi. Chưa. Chưa. Một em lớp 11. À, cái đấy anh tính là người yêu cũ. Có. Nhiều một tí. Vẫn nghiêm túc mà. Còn chưa là một tháng, không phải chưa? Một tháng mà. Người ta bảo là dưới 3 tháng không tính là người yêu. Tôi không có cái quy luật sống đấy, tôi không có cái cốt đấy. Ý trời. Ý trời. Ai nhiều răng hơn? 5, 1, 2, 1. Ai nhiều có lần đếm răng với nhau thì ai nhiều răng hơn? Anh đếm bao nhiêu đi? Nhiều lắm. Em bao nhiêu? 25 hay 26 ấy. Anh 34 cơ. Sao anh phải nhiều đấy? Đéo biết. À, ngày xưa em niềng răng là em phải nhổ 4 cái răng. Ờ, xong anh còn có thêm răng khôn nữa. Ai lý trí hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Mình hay suy nghĩ, không phải nghĩ nhiều nhá. Hay suy nghĩ logic, kiểu phân tích ấy. Đấy là lý trí bà đúng không? Ai nói nhiều hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Anh nói nhiều. Em nói nhiều. Em có nhiều chuyện để kể. Đâu, anh mình nghĩ có nhiều chuyện để kể mà. Mỗi lần em có chuyện gì để kể, em kể rất là đầy đủ, kiểu từng chi tiết một ấy. Thì ý anh là trong một ngày ấy, mỗi một lần em có chuyện gì để kể, em sẽ tập trung em kể nhiều hơn, còn anh sẽ tập trung kể nó ngắn gọn hơn. Ok. Anh học giỏi hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Xem xem. Thì em. Em học thạc sĩ rồi, em học giỏi hơn. Bây giờ anh có học nữa đâu. Đúng rồi. Học giỏi hơn đây này. Ok. Ai điên hơn? 5, 4, 3, 2, 1.
xem xem. Ui, người điên một kiểu. Ờ. Đấy, câu đầu tiên. Ai hay ghen hơn? 5, 3 hay 1? Anh Long chẳng ghen bao giờ. Có. Có. Kiểu nhìn thấy nó hơi khó chịu thôi chứ cũng chả nói ra làm gì, tại vì nó không có gì ở đấy cả. Thế là ghen vu vơ à? Không biết. Ai hay bị bệnh hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Em hay bị bệnh đến mức mà em sẽ cần có bác sĩ. Ừ. Mình không bị ốm vặt, không bị kiểu sốt, cảm cúm mấy. Nhưng mình sẽ bị bệnh hẳn luôn ý. Xương khớp rồi các thứ đấy. Nhưng anh Long hay bị dạ dày mà. Ừ. Nên em đang nghĩ là anh sẽ bị nhiều hơn. Ừ, nhưng xương khớp nặng hơn. Anh giỏi ngủ hơn. 5, 1, 2, 1. Thiên tài. Năng khiếu bẩm sinh. Giỏi ngủ không phải là ngủ nhiều nhá. Rồi ngủ là dễ ngủ. Mình không bao giờ bị khó ngủ. Mình là cứ nằm là mình ngủ luôn thôi. Ngủ mọi lúc mọi nơi. Hay cọc hơn. Cọc gì? Cọc là cục á? Cọc là cọc cằn ấy. 5, 4, 3, 2, 1. Cọc cằn thôi, là hơi khó ở tí thôi bà. Nóng tính. Cọc cằn là khó ở, không phải nóng tính. Yeah. À, anh em cọc. Hay cọc hơn thôi nhưng vẫn là ít phần gì. Ai tiết kiệm hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Con gái thì như em thì thường tiết kiệm. Các bạn như em mà như là em như nào? Sống kiểu quy củ, có quy tắc, kiểu vạch ra chi tiêu các thứ kiểu ấy. Mình tiêu rất là tiết kiệm, không hay nghiện shopping mua sắm linh tinh đâu. Mình chỉ mua những đồ cần thôi, mình không mua những đồ mình muốn. Anh Long thực ra mua không nhiều nhưng mỗi lần mua anh Long cứ mua đắt ấy. Ví dụ có thể 6 tháng không mua cái đồ gì nhưng mà đến lúc mua là mua bằng cả 6 tháng của người khác cộng lại. Đáng mà. Mà gần đây mua toàn những cái cần thiết, mua cho bố, mua cho nhà. Bây giờ phần 2. Bọn mình mỗi người đã chuẩn bị 10 câu để hỏi người kia. Mình có 10 câu để hỏi anh Long có 10 câu để hỏi mình. Ai mà thấp điểm hơn thì sẽ bị phạt. Phạt gì? Không biết thì mình tự nghĩ hình phạt thôi. Okay. Anh phạt nhé. Ok. Ai hỏi trước nhỉ? Ai hỏi trước cũng được, win đi. Ba keo. Ok. Nhìn chầm ba. Lộn. Mình sẽ hỏi trước. 10 câu hỏi mình cũng viết ra giấy rồi. Mình ghi kèm cả câu hỏi cả đáp án. Mình sẽ cho mọi người xem cả câu hỏi và đáp án cùng một lúc. Mọi người sẽ xem anh Long có trả lời đúng không? Nhưng mà câu hỏi anh biết là không có đáp án sẵn. Em vừa bảo anh biết cả đáp án vào đấy mà. À đấy á? Ừ. Anh biết hết chỗ luôn rồi. Có một vài cái mà vẫn còn chỗ. Một vài cái? Như thế nào? Không nhớ. Nhưng mà anh không biết hết được mức đấy đâu. Thì anh vào bổ sung đi. Mình bổ sung đáp án nhé. Anh Long bổ sung đáp án nhé. Bắt đầu rồi. A few moments later. Ok, mình sẽ bắt đầu với 10 câu hỏi của mình trước. Ở những câu hỏi này thì bọn mình không tính giờ, tha hồ suy nghĩ. Con số yêu thích của em? Số 1. Tại sao? Số 0. Không. Không phải hả? Không. 24. À, 1, 2, 3, 4. Không. Không phải hả? Thế là cái gì? Em thích số 1, 2, 3, 4 bao giờ? Số nào nhỉ? Số nào? Chịu à? Chịu. Số 9. Tại sao? Thì em từng bảo là số 9 trông nó vui nên em thích mà. Chứ không có lý do gì cả. Sao anh không nhớ gì về cái đấy á? Chả nhớ gì nhỉ? Chả nhớ gì cả. Bắt một câu rồi nha. Từ lớp 1 đến lớp 12 em học lớp nào? Cái gì? Từ lớp 1 đến lớp 12 em học lớp nào? À, 1A, 2B, 3C, 4E, 5E, 6G, 7G, 8K, 9K. D4, 11D4, 12D4. Ok. Mẹ. Ba bài của anh mà em thích nhất? Chill Hop Session 1.
Simple Cipher, cắt kéo trên Lenin. Đúng, đúng, một thôi. Một thôi á? Cho anh trả lời lại. Chứ ông Session 1 này, vậy không có Simple Cipher à? Không hay mức đấy à? Không biết, tự vấn bản thân. Tay. Cà phê sữa trà đặc uống trà. Lên nào bảo nhất. Bây giờ còn không bài nào đúng. Ui. Vâng là Simple Cipher tán gái 101, tán gái 505. Chào anh nốt một lần nữa. Simple Cipher. Nhiều bài quá chả nhớ cái gì cả. Biết hay thì rap gì. Chung cư. Ok ok. Ok á. Đấy là ok ok á. Mực sinh ngày bao nhiêu? Cậu cho điểm. Nghe gì chưa? Trả lời đi, ông bố tôi tệ. Nào tới từ. Mực sinh bao nhiêu nhé? Anh chỉ nhớ là hôm đấy mình mải ăn kỷ niệm quên sinh nhật mực. Nó sẽ vào ngày 16. Ừ. Đấy, câu trả lời đấy. Tháng năm nữa. Em hỏi ngày bao nhiêu mà. Không. Em hỏi ngày bao nhiêu mà. Em hỏi ngày bao nhiêu. Mực sinh nhật. Mực sinh ngày bao nhiêu mà ngày 16. Ngày 16. Cay hết. Kể đúng tên. Ừ. 6 blog của em. Blog 1 Sài Gòn, blog 2 Q&A, blog 3 kỷ niệm, blog 4 bị Instagram điều khiển, blog 5 sinh nhật giãn cách, blog 6 blog 6 vừa rồi quay gì nhỉ? Chẳng nhớ gì. Ngáo cứ dừng. Một ngày ở nhà bình thường. Một ngày ở nhà bình thường. Sai này. Một ngày ở nhà bình thường. Ai đặt tên dài thế? Ở nhà giãn cách. Vẫn dài. Ở nhà. Vẫn sai. Không. Giãn cách. Không. Một ngày giãn cách. Không. À. Sai rồi. Ở nhà mùa dịch. À thế à? Cày đấy nhỉ? Ngày tháng năm đầu tiên chính thức gặp nhau. Em có viết như thế ở trong tờ giấy không? Hay là em hỏi là ngày nào? Ngày đó em trung thực ra. Em được phép flexible theo tình huống. Trung thực của anh nè. Ngày đầu tiên chính thức gặp nhau 24 tháng 7 năm... từ nha 2019. Ok. Em tưởng không nhớ. Em hay đeo mấy cái nhẫn? Ba. Ở đâu? Mẹ lại quên rồi. Lại quên chứ mọi người hỏi nhiều lắm rồi. Ngón trỏ tay phải. Đấy, chưa giờ đi. Hai ngón này tay trái. Chốt chưa? Chốt. Chắc chưa? Chắc. Đây. Ừ. Hai cái này thì đúng nhá. Ừ. Mẹ ngón nhẫn à? Tôi đâu. Tôi vẫn tính cho anh nhá, câu đúng nhá. Ừ. Tên một loại trà sữa mà em hay uống. Dễ. Trà sữa nhài trân châu đen. Hãng gì ạ? Feeling Tea. Hãng Feeling Tea nhưng mà là trà sữa nhài. Chắc chưa? Từ từ. Hồng trà sữa trân châu đen. Em không uống hồng trà sữa. Thế á? Thế anh chuyển sang Đinh Tea. Đinh Tea rồi, Đinh Tea. Đấy, trà sữa nhài trân châu đen. Nói lại đi. À, trà sữa nhà trên châu đen. Hãng gì? Đinh Tì. Ok. Líu hết cả lưỡi. Cái này thực ra nó có nhiều hơn. Nhưng mà cái đã vá mình sẽ ghi những cái này là cái dễ nhớ nhất rồi. Kể tên 3 địa điểm mà mình từng đi hẹn hò lúc chưa yêu nhau. Lúc chưa yêu nhau, sở thú 1. Địa điểm mà lúc chơi nhau nhưng mà cũng chưa thích nhau ấy. Circle cây. Ừ. Ừ. Cái quán ăn nem chua, nem khoai các thứ. Anh quên tên đường đấy rồi nhưng đường đấy gần đường Phan Đình Phùng. Ở cửa Bắc. Cửa Bắc. Và circle cây. Anh nói circle cây rồi mà. Không được lặp lại. Vẫn. Cái quán trà sữa bên cạnh cái quán ăn đấy có tính không? Có. Tiger Sugar. Ok. Bọn mình có 3 giai đoạn. Là giai đoạn lúc đi chơi nhưng mà chưa thích nhau. Anh Long chưa thích mình, rồi mình thích rồi. Giai đoạn thứ hai là lúc đấy anh Long bắt đầu thích lại. Cả hai thích nhau. Đấy, giai đoạn thứ ba mới là yêu nhau.
Cái này, cái đáp án cũng là ghi theo trí nhớ của mình. Mình nhớ ra hai cái này. Còn không biết là anh Long có đáp án gì khác không? Một món anh thích nhưng em không thích. Cái này đơn giản. Còn gì? Một đơn giản. Nghĩ qua thì dễ thật nhưng nghĩ kỹ thì hơi khó. Từ xong nghĩa rồi, chắc chắn là hải sản. Ok, từ nói đi. Ốc. Em tưởng anh không thích ăn ốc. Hả? Anh tưởng anh không thích ăn ốc. Thế á, anh thích mà. Ớt thì á? Ừ. Ok. Không món đi nào. Nếu không phải hải sản thì là đồ ngọt. Bánh su kem. Em thích bánh su kem à? Đáp án của em có tận 2 món. Rau. Rau. Em không thích ăn rau mồng tơi. Ok, kết thúc lượt của mình hỏi thì anh Long đã trả lời 7 câu, sai 3 câu. Giờ đến anh Long hỏi. Anh từng ghét K-pop trừ nhóm nào ra? Mình nghe câu này rồi. Ông Bang Shinki à? Không phải. Big Bang. Đúng rồi. Đang định trả lời Big Bang nhưng nghĩ là không phải. Em còn tính sai à, đúng rồi. Đúng chứ. Một đúng. Tên của hãng Clothing anh hay dùng là gì? EZ Amazing Light. Đọc đúng đi. Amazing Light. Ừ. Phim Netflix đầu tiên anh và em xem cùng nhau lúc mới yêu nhau là phim gì? Phim Netflix đầu tiên á? Ừ. Lúc mới. À, Money Heist. Học lỏi. Hồi bé anh từng thích một thứ, nhưng mà lên lớp 1 anh bị cô giáo chê kém nên là từ đấy anh bỏ cái đấy. Thứ đấy là gì? Thích một thứ cô giáo chê kém lớp 1 á? Ừ. Nhưng con quen thích một thứ nhưng cô giáo chê kém. Vẽ à? Ơ trí tuệ tài ba. Bởi ảo thật đấy. Tên của con chó phốc mà anh từng nuôi? Gì nhỉ? Con chó phốc đấy. Bin. Không phải bin à? Bin gì à? Tôm. Nghĩa tôm là chó phốc nhà mình mà. Ben. Chèm nốt lần cuối. Đây là gì nhỉ? À, bông. Không. Bông. Thế rồi. Thế rồi. Là gì? Kíp. Thật lắm. Ừ. Đủ má. Trước khi thích nghệ thuật, anh từng có một giấc mơ khác. Giấc mơ đấy là gì? Marketing. Không phải à? Giấc mơ á? Ừ, kiểu ước mơ ấy, kiểu mong muốn. Trước khi thích nghệ thuật, tức là trước khi thích nhảy luôn á? Ừ. À, hình như cái gì mà phi hành gia ngoài vũ trụ ấy à? Không phải. Bác sĩ à? Không, nốt phát cuối. Là gì? Nhà khoa học. Mình ra nhà khoa học. Không. Đều có 3 chữ. Hai cái đấy khác nhau. Anh có từng kể với em là anh thích chế tạo ấy, anh thích kiểu sáng chế ra cái gì đấy. Máy móc cái thứ. Thì phi hành gia cũng... Không, phi hành gia là chỉ có ngồi vào trong đấy thôi, đi đây thôi. Có một cái cầu chỉ cho ô tô lên đấy ở trong Hà Nội. Nhưng mà có một hôm anh nhỡ phóng xe máy lên đấy. Ờ. Ừ, cầu đấy tên là gì? Anh có hỏi dài đấy. Anh có kể chuyện này cho em rồi. Ừ, cầu vượt cho ô tô ở chỗ đường Phạm Văn Đồng. Tên là gì? Cầu này có tên à? Cầu vượt. Không, đấy không phải cầu vượt. Cầu trên cao. Ừ. Cầu trên cao. Tên cái cầu đấy. Nó có tên, em không biết tên cầu đấy. Nó có tên. Nhưng em không biết tên cầu đấy. Nhưng em nói đúng câu chuyện đấy rồi. Anh có nói tên cái cầu đấy không? Thật đó. Ừ. Cầu tên là gì? Em không biết tên cầu đấy. Chị ơi. Chẳng ai đi hỏi tên cầu cả. Chị ơi, câu hỏi là như thế em phải trả lời đúng như thế. Chứ anh đã kể cho em về cái tên cái cầu đấy rồi. Thì em chỉ quan tâm đến anh thôi, em quan tâm cầu ấy tên là gì làm gì. Câu hỏi là thế. Thế nào? Như nào?
Chị ơi. Phản đối. Objection. Chịu nhá. Ôi, tên là gì? Thằng Long. À, cậu ơi, thằng Long à? Ừ. Cay thật. Variation của Takeda mà anh hay chơi tên là gì? Lâu gì đấy. Anh bật Mortal Kombat hàng ngày mà em không để ý tên đấy gì thôi. Em đi lại. Em bỏ chỗ. Em không xem anh chơi mà. Em có, anh má em nhớ. Nó kia là gì nhỉ? À, Ninjutsu. Thế Naruto. Ninjutsu. Bojutsu. Không phải, Bojutsu là con khác. Ý nhá, cho ba cái tên nhá. Một là Lasher, hai là Ronin, ba là Shirayu. Không phải cái Lasher, không phải Ronin, cái con lạ. Ok. Em nhớ, em biết mà, chỉ là em không nhớ thôi. Cái ngày mà mình xem Money Heist với nhau ấy, không để ý buổi trưa mày ăn món gì? Trứng sao cà chua. Không phải. Xem Money Heist, bao nhiêu ngày xem Money Heist mà? Ngày đầu tiên yêu nhau. Ý không phải trứng sao cà chua á? Không phải. Hôm nay anh nấu trứng sao cà chua. Trứng sao cà chua mà. Không, mà đến mấy hôm sau anh nấu mà. Trứng sao cà chua á? Anh nhớ nhầm thì sao? Không, ngày đầu tiên trứng sao cà chua mà. Không, trứng sao cà chua nào. Ngày đầu tiên yêu nhau thì ăn trứng sao cà chua đúng rồi. Đâu, không phải. Ơ, à, em đói quá. Trả lời. Em nhớ hôm nay mặc áo gì ấy. Anh đâu phải ăn món gì mà. Nó làm là trứng sao cà chua. Lại không phải. Không phải. Món gì? Gà rán. Mình gọi ship gà rán về. Xem Money Heist. Đúng rồi. Không phải. Đúng rồi. Không phải. Anh thì anh chỉ nhớ cảnh mình đeo hai cái găng tay ni lông vào mình ngồi mình gặm gà xem phim thôi. Hôm đấy là xem cái gì? Phim Hàn mà. Ơ thế ạ? Sao mình mới gọi thì sao nó giống Hàn Quốc mà. Cái gì? Làm gì mà nghe ai lên bảo là chả đã bảo đúng rồi cho tôi chứ nghe. Câu này thì chỉ cho trả lời đúng một lần thôi vì câu này dễ. Hồi xưa anh thường ăn mấy bát cơm trong một bữa tối? Bao một năm. Một thôi. Trả lời hai lần đi. Một thôi. Bốn. Thôi hết lượt rồi. Năm bát. Lại càng sai rồi. Hết lượt rồi. Ba một năm bát. Em vừa mặc cả nên còn hai lượt, anh đã không chấp nhận rồi. Em phải trả lời hai lượt sai thì thôi. Ba, anh chị. Ba lượt rồi. Ba đúng rồi. Đúng thế đúng là cô hơn điểm tôi rồi, ai cô có đòi gì? Hơn năm anh 7 điểm, em còn 6 điểm anh. À? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Em không biết đâu, anh trả câu thằng Long mà cho em đi. Chẳng ai hỏi thì câu thằng Long liên quan gì bọn mình. Đây nhá, anh tặng cho câu thằng Long nhá. Đấy thì mình bằng điểm nhau nên không ai phải chịu phạt cả. Nếu em thua anh phạt em thì gì? Anh sẽ bắt em ăn đồ ngọt. Anh mua sô-cô-la cho em ăn. Em ơi, kinh sô-cô-la mất. Sô-cô-la trắng. Em ơi. Ui đi. Ok mọi người ơi, thế là vlog này nó sẽ chỉ dừng ở đây thôi. Vì Hà Nội vẫn đang giãn cách nên là mình cũng không nghĩ ra content gì thú vị lắm. Chỉ có thể quay xung quanh được cuộc sống của mình. Hôm nay mẹ bày trò ra chơi rồi đấy. Ok, bye bye. Mực bay bay, mực vừa đi chạy về. Hey anh. Vâng nhé.